Chào tất cả các bạn nha. Hiện tại đang trong mùa vi sầu các bạn. Cho nên mình với bạn Hải đang đi bắt vi sầu các bạn ơi. Đây Hải. Hai anh em đang đi vô trong rừng nha các bạn. Đây, bắt được con nè bạn. Quá rất là mập luôn các bạn. Đây, đang đầu mùa cho nó mập các bạn. Đây Hải. Đó bạn. Thấy vi sầu không? Chết rồi, sống vừa chết rồi. Cái vi sầu này mình phải bắt phải đúng giờ nha các bạn. Đây Hải. Mình bắt phải đúng giờ nha các bạn. Đây cho bạn quay cho các bạn còn thấy. Đó. Là vi sầu là tầm khoảng 5 giờ chiều là nó đã lột xác nha các bạn. Lột xác khoảng 5 giờ mấy 6 giờ là bắt đầu nó lên cây rồi. Mà còn 8 giờ là mình bắt không được nha các bạn. 8 giờ là nó mọc cánh lớn là nó bay đi mất hết nha các bạn. Cho nên nhiều người đi bắt mà 8 giờ đi bắt là không có luôn á. Bật cái đèn kia thử hẳn, cái đèn kia thử sáng hơn. Các bạn thấy không, đây là nó lột nó đi rồi nè các bạn. Là mình bắt sớm như bắt cỡ nó lột xác nó đi hết nè các bạn. Còn cái vỏ không à. Cho nên đi bắt là phải tầm giờ chiều. Hiện tại bây giờ cũng 7 giờ là đi bắt cũng trở rồi các bạn. Đây con các bạn thấy không, nó đang lên đó. Con này vừa đâu. Đúng ra mình đi bắt phải 5 giờ chiều mình đi là nó nhiều hơn các bạn. Mà đặc biệt vi sầu nhưng mà mình bắt nó phải lên cây mình mới bắt được các bạn, chứ vi sầu mình ăn mà nó nằm dưới đất thì nó ăn rất là độc luôn. Cái cây sau lưng rồi, có đội cây sau lưng. Đây thêm con các bạn không? Con đây nó lột vỏ. Đây các bạn thấy không? Mình thấy con này nó thấy không? Nó đang lột xác nè bạn. Rất là mập luôn bạn, mập lắm. Ở trên cỏ thấy nó nhiều hơn trên cây vậy. Tại bây giờ thì hiện tại đang vô mùa luôn nha các bạn, vô mùa vỉa sầu luôn. Cho nên có rất là nhiều người đi bắt luôn. Có nhiều người ta bắt người ta đi bán luôn các bạn. Các bạn thấy nó đang lột vỏ này, các bạn thấy không? Đó, đang lột vỏ này. Hai con các bạn, đây con ở đây. Đây con nè bạn thấy không? Để quay cho bạn coi nè. Đó. Nó đu không? Các bạn thấy nó đu không? Đây các bạn, đó không? Các bạn, đây là bị lột vỏ rồi bạn, đó là bị lột vỏ nè. Đây có con này mới đi lên nè, đó các bạn thấy không? Bốn con nè bạn, đây thấy không? Đó, rất là nhiều luôn các bạn. Một nè, hai nè, ba, bốn, năm con luôn. Đó, nó đang lên đó các bạn. Mình sẽ bắt ra, bắt từng con nha bạn coi. Một con nè bạn, một con nè, hai con nè, mới lên luôn nè. Ba con nè. Bốn con nè, một gốc cây bốn con luôn bạn. Một gốc cây bắt tới bốn con luôn. Đây các bạn, hai mình với bạn Hải, hai anh em bắt là bạn bắt cả bịch luôn bạn ha, bạn thấy không, rất là nhiều luôn.
không? Bắt trời luôn. Bắt quá trời, bắt hồi nãy giờ cũng tiếng hồ bạn rất là nhiều, có bịch luôn á. Tại vì hiện tại đang có rất nhiều người bắt cho nên nó ít cho bạn, nếu mà không ai bắt thì rất là nhiều luôn. Mà như là hai anh em bắt nhiều đây đủ ăn thôi bạn. Bắt nhiều quá ăn nó rất là ngán luôn, không ăn nữa. Bữa giờ khác bắt nó, giờ hai anh em chuẩn bị lên đường, quay về lại Củ Chi thôi. Thôi nói chung mà tạm biệt tất cả mọi người nha, về mình chế biến món, mình quay tiếp tục cho các bạn xem. Tạm biệt mọi người nha. Mình với bạn Hải hai anh em bắt đem về rồi nha bạn. Giờ có đều là rửa xong rồi ngắt mấy cánh với chân ra, ngâm nước muối. Ngâm nước muối một tí rồi xong mình chiên nước mắm nha bạn. Đây nước muối nè. Tại vì nguyên ở dưới đất á nha bạn, cho nên mình phải ngâm nước muối cho nó sạch. Ngoài lặt chân với con nguyên ra, chân dưới cánh. Rồi giờ bắt đầu bạn Hải bắt đầu chiên các bạn. Đây mình rửa xong rồi bạn. Đây mình rửa xong sạch sẽ, ngâm nước muối rửa sạch sẽ rồi. Giờ bắt đầu bắt dầu rồi cho nóng rồi. Con vị sầu chiên nước mắm nha mọi người. Nãy giờ chiên cũng được 15 phút rồi nha bạn. Giờ nó cũng đã hoàng, thấy hoàng rất là thơm luôn. Giờ mình cho ít nước mắm tỏi vô nha. Nước mắm vào rất là thơm luôn. Hấp dẫn không? Không có hấp dẫn quá chứ mà thơm lắm bạn, bốc mùi rất là thơm. Quá tuyệt vời các bạn, hấp dẫn vàng ươm. Rồi các bạn, bây giờ cũng chiên xong rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không, thấy rất hấp dẫn. Rồi giờ bạn Hải thử, bạn Hải rồi từ nha, giờ bóc tay luôn chứ không đũa nữa. Rồi đây là chén nước mắm tỏi chanh. Trời thơm giòn nữa, đã béo béo nữa. Rồi làm con nữa. Đã quá. Béo lắm. Miếng chuột. Dưa chuột nè. Có béo. Ôi xin. Ban đêm là ăn như vậy uống nước ngọt cũng coi như là ăn vậy. Cũng ăn uống Pepsi các bạn. Đó. Một cái Pepsi đó. Hấp dẫn luôn.
bạn nha, là mình thưởng thức cái món sớm giờ mình với bà Hải đi bắt. Chung cũng đi bắt xong một người chiên 2 tiếng hồ. Mình thử thành quả thử ngon, mình thấy hấp dẫn rồi. Lắm rồi, giòn chiên mắm rất đã luôn. Rồi, mắm mắm. Kẹp miếng rau nha các bạn. Ăn gì mà đúng bài nè. Ồ, rất ngon, rất béo, nó dưa béo giòn giòn, nó kiểu như nó thấm với nước mắm với tỏi rất là thơm, nhai giòn trong miệng đã. Nhưng mà rồi mời các bạn nha. Tuyệt vời. Ăn vô nó giòn rùm rùm miệng luôn, thật ngon rất là. Quá đã. Đây là cái dưa leo chuột nguyên trái. Quá ngon bạn, làm thêm miếng nữa. Hai con một nuôi luôn, ba con bạn đang đã. Chung mà lâu lắm rồi mới ăn lại món vi sầu này. Tớ nói chung là tớ phải tớ mua mới ăn mà, chứ không phải mua vi sầu thì có muốn ăn cũng có đâu ăn. Quá đã luôn. Mới từ quần. Mùa vi sầu này nó bắt đầu khoảng tầm từ tháng 4 tháng 5, khoảng giữa tháng 4, cuối tháng 5 là bắt đầu tới đầu mùa. Còn từ tháng 6 là bắt đầu hết mà. Nó trong vòng 2 tháng là nó không còn nữa. Quá tuyệt vời. Ăn mấy muối dầu mỡ uống với Pepsi nó không ngán mà rất ngon. Rồi tiếp tục làm miếng nữa. Đúng rồi, muốn nhiều nhiều á, muốn này là muốn khổng lồ luôn. Uống thịt nhiều mà, đá mà. Sáu con mà. Vừa. Đây phải có thêm bánh tán nữa, mình cuốn nữa. Cái bài là bây giờ cũng trở khoảng 9 giờ. Nên rau cỏ đồ thiếu thốn. Mạnh vô. Các bạn, mời các bạn không? Rất ngon. Ôi tuyệt vời. Quay lại. Nói chung là bây giờ cũng trở rồi bạn. Nói chung là anh em cũng đi bắt xong giờ là quay cho mọi người coi biết cái món vi sầu ăn như nào. Bây giờ thì mình cũng sẽ tạm kết thúc video đây nha các bạn. Bạn mà xem thấy mà hay thì nhớ bấm like và bấm chuông để theo dõi những video mới hơn của kênh nha. Bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn.